là đội hình mà tuyển thủ Việt Nam SVM IBI đã sử dụng để có được chiếc vé tham gia chung kết thế giới. Còn đây là cách mà mình chơi theo lịch top 1, làm video này để khoe với các bạn và để mua phim. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Highlight mà các bạn vừa xem là từ một game đấu mà mình chơi đội hình Lulu siêu nhân tình nhân. Hiện tại thì đội hình này khá là mạnh, được nhiều anh em spam nên là mình cũng phải tranh thủ. Với cả mình cũng muốn xin vía IBI mùa sau có mặt ở chung kết thế giới nữa. Các bạn đừng cười vì cười như thế sẽ vui lắm, còn mình thì buồn. Tạm gác lại chuyện của mùa sau thì giờ mình sẽ vào game để xem là con Lulu này có ghê như ở lời đồn nhá. Đây rồi, mình có một gậy, một găng, một váy và rất là nhiều đôi thông sau lượt đi chợ đầu tiên và ba rau quái. Ngã ba đường đầu tiên là ba cái lõi vàng và tất nhiên là mình sẽ không chốt bài sớm. Thế nên là mình sẽ lấy số 2 ma thuật thay vì là vọng âm lu đen hay là huy hiệu nữ khách hư không. Với lại nhà mình cũng đang có kêu rồi, biết đâu là số 2 ma thuật sẽ cho mình thêm cái gì đấy liên quan đến đảo hầm thì sao. Blitz với cả Annie à? Cuộc sống thật là nhiều bất ngờ. Thôi cho gì đi chơi nấy vậy, hai đấu sĩ vào sân đã. Annie không dùng thì bán đi lấy tiền, thêm cái găng bỏ thạch cho Zenith cầm tạm, nhưng mà vẫn thu nguyên nhà. Tại vì là ông này có lõi bổ sung quân lực với cả hai rút súng nhanh kẹp thêm vệ binh tinh tú nữa. Mở bát đã cố tám máu của người ta rồi, ác thật. Đã thế thì mình bán hết đi lì đòn, để lại Blitz 2 với cả Pantheon 2 thôi. Đằng nào trả thua giữ lại cũng có đép được đâu. Cứ eco tiền đã rồi tính tiếp. Đấy, biết ngay gặp luôn ông này đã xạ kích rồi lại còn biệt đội, hẳn năm chết thì đúng là lấy thịt đè người rồi. May là xếp bên trái nên là team mình vẫn kịp hạ gục Pantheon 1 sao bên đấy. Chứ không thì lại nguyên nhà đấy. 2.3 thì mình có 28 tiền và quyết định là đổi luôn Blitz 1 sao để có đủ 30 tiền cho vòng đi chợ. Bán rất là dứt khoát và bị đấm cũng vậy luôn. Chịu đựng cơ đáy mà tí nữa thua thì khóc lắm đấy. Lần đi chợ này thì mình lấy giáp cầm mảnh giáp với cả gậy về để xài nó luôn. Thay vào cầm thêm grip phép nữa. Vẫn cứ là ba chết nhưng mà tròn tiền thôi. Thế nên là thua là điều dễ hiểu. Nhưng mà lúc nãy mình có check bài các nhà và biết là mình sẽ phải chơi gì mà không ai chơi rồi. Thế nên là cứ bắt về Lulu, Man Fire với cả găng Blank đã. Vẫn còn 50 tiền, quá đẹp luôn. Nhưng mà lòi đâu ra ông này đạo trích 4 chết toàn 1 sao ở 2.6 này. Đánh đấm này thì lại cắt chuỗi của mình rồi. Nhưng mà không sao, ý trời đấy các bạn ạ. Vì ngay sau đấy thì game trả cho mình hai con Pantheon. Mình roll nhẹ vì dư tiền và vì tỷ lệ ở level 4 khá là cao. Ngon luôn, mình có phong siêu nhân tình nhân và hẳn 6 con Pantheon. Rau đá này thì mình có thêm một cái đập đồ với cả một BF nữa. Nhưng mà vẫn chưa có giọt nước mắt nào các bạn ạ. Giờ thì mình thay tạm 4 tình nhân vào sân rồi đợi lõi ở 3.2 thôi. Thua thì là tất nhiên rồi, nhưng mà tân này mất hẳn 9 máu. Còn 61 máu thôi thì hơi đau. Oh no. Éo lè chưa, game ra toàn lõi 3-4 tiền ạ. Cái form bài của mình thì chỉ có lõi Virgo 4 tiền là dùng tốt thôi. Còn lại thì chỉ phù hợp với các cái lõi 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền thì mình có thể dùng Sona lưới điện để carry. Nhưng mà mình muốn đam bằng Lulu cơ. Thế là mình sẽ lấy sức mạnh nội lực để búp cho team. Roll tiếp thì mình sợ hoảng lắm các bạn ơi. Chọn lõi xong thì mình roll tiền thừa thôi. Lulu lên 2, Pantheon thứ 8. Nhưng mà như này cũng chưa đủ vì form này không có siêu nhân thì chả khác gì là cho trốn đá xe cả. 3.3 thì Pantheon của mình cũng lên 3 đấy, nhưng mà gặp PS2 này còn có lõi thì bị đấm vỡ mồm là chuyện bình thường ở huyện ơi. 38 máu của bạn đã hơi sâu rồi. Lượt đi chợ 3.4 thì mình lấy gậy về lắp kiếm xuống cho Lulu và gấp gáp roll. Cũng được thêm hai con Lulu bé với cả hai găng Blank nữa, nhưng mà Manfire với cả Lee Sin thì vẫn cứ một sao thôi. Ủa nhà này y hệt nhà kia luôn, cũng TF kẹp đạo trích và cũng đấm mình không trượt phát nào luôn. Má ơi, còn có 27 máu thôi, anh chị từ từ xem nào. 3.5 thì lịch sử lặp lại. Lúc nãy 2 chấm mình mất chuỗi trước quái thì giờ 3 chấm chả khác gì luôn. Hay thật. Tôi thì chờ nốt ra quái thì mình xả tiền roll mạnh thôi. Bầy sói cho mình một gậy, một cung, một máy nhân bản xịn và một ít tiền nữa. Giờ là lúc người có tiền trở lại lợi hại hơn xưa đây. Mình xả mạnh tiền từ 70 tiền xuống còn 40 tiền thì bắt được Gamblank thứ 9 và Lulu thứ 8. Xài Neko cho lên 3 luôn. Tầm này thì gấp lắm rồi. Roll xong thì mình up 6 luôn để thêm Sona vào sân. Thế là mình có form bài 3 siêu nhân, 4 tình nhân vừa khít luôn. Thêm mấy cung là quyền năng cho Pantheon để đi gặp nạn nhân đầu tiên đây. Đây rồi, rất nhiều máu nhưng mà cạn tiền ở level 7 và đang đào hầm. Thế thì mình giúp bạn nổ hũ nhanh hơn vậy. Lulu 3 sao lại còn kẹp thêm 3 anh em siêu nhân nữa thì sức mạnh này không nguyên sàn ơi phí. Sao mà đó được. 4.2 lại là 3 cái lõi vàng các bạn ạ. Mình check thì thấy các nhà khác đánh đam khá là nhiều nên là đấu sư là ok nhất trong 3 cái lõi này. Nhưng mà mình cần cái gì đột phá hơn để lấy cái top 1. Đã chơi là phải chơi cho tới chứ. Roll luôn. Đây, chính nó, nguyên tố luân là chân ái mình tìm kiếm. Đội hình này mà có nguyên tố luân thì ta nói là hổ mọc thêm cánh. Rồi, giờ đi xếp Lulu ở phía trên này và chờ nạn nhân tiếp theo. Top 1 level 8, 90 máu với đội hình Kai'Sa rút súng nhanh kẹp vệ binh tinh tú à. Các bạn nhìn thấy cách mà Lulu một trưởng một con đi ạ. Rồi nó lại kích nguyên tố luân hồi mana và trưởng tiếp.
nó thật sự là đã con mắt. Này thì level 8 rút súng nhanh, nãy ông có đấm tôi đây có nhớ không? Em có biết gì đâu. 4.3 thì mình gặp lại nhà tiếp 2 sao từ level 6. Nhưng mà giờ mới có thêm mỗi cái dao địa thôi thì không ăn thua. Hai cọc hai bên thì chẳng khác gì bia cho Lulu tập trưởng cả. Rồi có cái gì kia ngu binh à, cũng cố gắng câu kéo thời gian đi nhưng mà có đủ đâu. Thế là đơn giản mình thắp lên ngọn lửa win trick đầu tiên trong game đấu này. Không sao muộn cũng được, quan trọng là top 1 các bạn ạ. Lượt đi chợ 4.4 thì mình vẫn được thả đầu tiên. Vội vàng bế vệ sinh được ra cầm nước mắt chứ gì nữa, không thể ngon hơn. Cái nước mắt này tí nữa mình sẽ ghép blue cho con Lulu. Còn Cinderella thì về nhã 7 bỏ vào thôi. Giờ lobby đang nhiều nhà chơi đạo trích nên là mình phải bó cẩn. Tí nữa họ nổ hũ hóa thú thì mình lại đấm không kịp ngáp đi chứ. 4.5 mình gặp đội song đấu Van Carry. Nhưng mà với dàn tanh không có một cái Solari nào. Thì các bạn nhìn cái cách mà Lulu nó gây sát thương đi ạ. Chả rôn nữa mà Lee Sin từ 6 tự ra luôn này, được đấy. Ngay sau đấy thì mình gặp một nhà bố chủ lực trông cũng ra gì lắm. Cứ tưởng là mất trích cơ nhưng mà may là suýt soát thắng một chết. Thế là mình có win trích 6. Ra gì đấy. Giờ thì mình cứ up dần lên 8 để có một slot nữa cho đủ 6 tình nhân thôi. Bài cũng hòm hòm rồi nên là mình không phải vội lắm. Đánh rồng đã. Một hòm đồ này, một cái kháng phép này vừa khít thì mình lắp được blue cho Lulu và vuốt rồng cho Pantheon. Đồ đạc xong rồi lại có Viego nữa thì mình cứ lắp 8 cho ra sân thôi. Thế là hoàn chỉnh rồi, đơn giản đấy nhỉ. Ông này vẫn còn đang đào hầm luôn, hả đúng 6 rồi cơ mà. Mỗi tội là đen gặp Lulu nguyên tố luân thế này thì cứ nguyên sàn thôi, đau lắm. 5.2 thì mình gặp nhà ngu binh ma pháp sư đã đủ form rồi. Thế nên là Lulu của mình cũng khá vất vả vì phải va chạm với đám ngu binh. Không thể cây liễu ngay được để kích hoạt nguyên tố luân. Ở đằng sau thì thần bài vẫn trả sát thương rất là nhiều, kèm thêm cả hồi máu từ Nico nữa. Nhưng mà Lulu của mình có hề hấn gì đâu, vẫn lần lượt clear đi từng chết của team địch và mang về cho mình cái chiến thắng thứ 8. Mình vẫn run hot để tìm Viego 2 với cả Lee Sin 3 nhưng mà chỉ được Viego 2 thôi. Chứ Lee Sin ở đâu thì mình không biết. Bắt thêm con rồng này nữa để tí xin ra kéo vào lấy hiệu ứng giảm hồi máu. Người tin của mình đã có đâu. Xong rồi thì đi check bài thôi, phải xếp được Lulu cùng phía với carry của đối thủ nữa cơ. Ây da, Kai'Sa đã lên 3 rồi cơ đấy, trông cũng nảy nọ lắm. Nhưng mà với sức sốc sát thương rồi liên tục trưởng đến từ Lulu nhà này thì mấy mà hạ hết hàng thủ nhà bạn đâu. Kai'Sa rát vàng nhưng mà không có ai tanh cho bắn thì cũng phải nằm xuống thôi các bạn ạ. Vòng đi chặn 5.4 ở đâu ra con Lee Sin cầm dắp lửa ảo ma Canada. Không ai thèm nhưng mà mình thèm. Má ơi, nhặt được nó mừng hơn, bắt được vàng luôn. Về roll tiếp nhưng mà con đường 9 ở đâu ấy mình vẫn không thấy. Sau đấy thì mình gặp nhà song đấu đã dắt vàng ven rồi. Nhưng mà kịch bản y hệt cái nhà Kai'Sa vừa nãy. Đen cái là ông này còn có một tí máu thôi nên là mình tiễn luôn về với cái top 6. Ok, son 2 cũng ngon đấy, thử thì khóa vào tí nữa bắt. Tên này rơi dụng vãn rồi nên là giờ lobby chỉ còn có 4 nhà thôi. Và dấu tích của 5.6 báo là mình sẽ gặp nhà bố chủ lực. Ok, để mình xếp bài cho. Lần này thì không thể để Lulu trước mặt carry của nhà nó được. Bởi vì con Garen thần giáp châu vờ lờ. Bên phải kia thì có cặp Mordor với cả Sen mới 1 sao thôi. Cho Lulu đứng bên phải là sẽ giết được đôi này trước. Sau đấy thì kích đủ sức mạnh của tình nhân là dễ dàng clear được đám còn lại. Ôi dồi ôi, đúng như kịch bản luôn. Lulu hạ gục Sen dễ dàng, Mordor thì không kịp ra skill. Cả team di chuyển lên và lần lượt team bạn nằm xuống. Ezreal, rồi Garen và cuối cùng là Samira. Lulu 13k đam, cứ một skill là một mạng thôi. Team bạn khóc thét. Nhìn cái nhà kia cháy ngứa mắt thích à. Để lấy đồ Morgana dập lửa cho nó ngứa ngáy mới được. Đây rồi, gậy lốc quá hợp lý luôn. Mình không có ý định lấy 9 đâu, chỉ roll Lee Sin 3 để tăng đam với cả kiếm mấy con đắt tiền về cho Cinderella kéo vào thôi. Roll mãi, à, đầy rồi Lee Sin 4-9, nhưng mà turn sau mới lấy được, chưa giờ chả có xu nào. Sau đấy thì mình gặp nhà Kai'Sa, đáng khen cho bạn thì chiếu thẳng vào mông Lulu của mình. Nhưng mà mình xin trả lại bạn cái gậy lốc, lốc còn cưng 3 sao nhà bạn bay lên trời. Chưa nhá, đừng động vào ai thì động chứ đừng có động vào nắng này. Cái giá phải trả là cái top 3 đấy. Hai nhà kia tự xử với nhau thì cũng một nhà ra về rồi. Lobby giờ còn có 3 người nhưng mà cái ông đang cháy kia thì mới đáng quan ngại. Trông cũng ghê gớm đấy, form phiếc đủ cả, lại còn có cả cọc dắt vàng nữa. Căng đấy. Mình cứ để Lulu ở đây thôi vì góc này Lulu có thể ra skill rồi cái liễu TF. Còn nếu mà họ đổi chỗ thì mình sẽ lốc TF lên. À, đổi chỗ TF và mình lốc lên luôn. Nhưng mà Lulu mất khá nhiều thời gian vì phải chơi đùa với hai cái cọc. Sau đấy thì Eco báo tự chui đầu vào rọ ra kêu khích Lulu để nó đấm cho. Lulu không focus vào cọc nữa, nó liên tục ra skill và lần lượt hạ gục là Viego. Hai cái cọc, a
Alista, Annie, Nico và cuối cùng là Sona. Thì em bên kia cũng trả đam cực kỳ nhiều, chỉ là không đủ để kết liễu đi Lulu bên này thôi. Lulu bé bỏng thể hiện sức mạnh tuyệt đối với một trưởng bay màu một tướng. Thế là mình thắng một chết thôi, nên là còn phải gặp ông này thêm một round nữa. Giờ đi rút tiền làm gì nữa, mình roll mode để bắt thêm tướng cho Shinra kéo vào. Lúc nãy thì nó biết mình lốc lên rồi nên là lần này không thấy động tĩnh gì nữa. Mình cứ đổi chỗ Lulu sang phải đã. Mình đoán là nó sẽ đổi chỗ TF với cả Sona nên là mình nhích Shinra sang một ô. Tưởng là không lốc được, ai ngờ bạn lại cho TF với cả Sona dịch hẳn sang hai ô. Lại có Sona đứng giữa nữa thì TF lại bay lên thôi. Bên này thì Lulu lại còn không phải đấm cộng nữa chứ. Nó xả đam trực tiếp vào Alista, Echo rồi Viego. Thân bài gấp gáp ném tới nỗi Lulu chỉ còn lại một máu. Nhưng mà Lulu vẫn kịp cân liêu nó rồi hồi phục để tiếp tục hạ gục những con tướng còn lại trên sân của đội bạn. 13 ca đam quá kinh khủng dành cho vị trí của Lulu. Và 13 cũng là con số chuỗi thắng dành cho mình lấy top 1 game đấu này. Ảo không các bạn, ảo quá đi chứ. Chơi hay như eBay và chung kết thế giới vậy. Hẹn các bạn mùa giải năm sau không còn là video bú phê nữa, mà sẽ là video nắng chơi gì ở chung kết thế giới nhé. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.